Lêu lêu đói không? Cho tôi hỏi là những con người thích giòn giòn đâu hết rồi ạ? Nhìn như cái dìu vậy. Một buổi chiều Hà Nội trời xanh mây trắng, nắng không gắt, thế nhưng mà dòng người xếp hàng nó gắt vãi. Của các bạn ơi, gà lắc 54 Nguyễn Hữu Huân thưa quý vị. May là tôi đi sớm nên là cũng không phải chờ lâu lắm. Ở đây chúng ta có gà viên, đùi cánh gà, khoai tây và khoai lang chiên. Tôi gọi full lắc phô mai luôn, phủ trên mình một lớp màu cam phô mai rực lửa quyến rũ. Gà viên và khoai tây thì ngon sẵn rồi, nói đến làm cái gì nữa. Thế nhưng trời ơi, da gà này quý vị, các bạn đã sẵn sàng cho một vụ lẩu chưa? Nó giòn, nó ngay, ăn vào mà cảm giác nó phê thế nhở. Ê, sao không dùng dĩa? Nhở, cơ mà các ông công nhận không, bốc tay ăn vẫn ngon. Ôi, nhìn cái đùi gà nó vĩ đại thật đấy. Chấm vào đi bạn tôi ơi, chấm đẫm vào, giọt lệ rơi. Ui xồi ôi bạn ơi, có cái giá đỡ nào quanh đây không? Giá đỡ thì không có, nhưng mà giá đô ở đây thì chỉ có 20 đến 30 cành một món thôi. Lang thang trên phố, đói mốc mồm, lượn vào đây ăn vặt thì nó giòn cho hết sảy. Nhưng mà nhớ xếp hàng nhá, thân ái và chả quyết thắng.